Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Cụ Tài Gaming. Mỗi ngày một clip leo rank, mà clip này không phải leo rank nha anh em. Clip này mà đánh cổ điển anh em, mà clip này đánh cổ điển đi solo, gặp ngay mấy ông cày Winray, gặp ngay ông Miku rồi đắt gì mắt nút rồi các kiểu rồi TQL gì đấy. Nói chung mấy ông này bro, mấy ông này bro, tôi đi review skin collector hỏa ngục cơ giáp. Skin cơ mới collector mới ra quát lát. Tôi vô tôi đi cổ điển đây mà tôi làm review skin. Ok, về mặt ngoại hình nha anh em. Anh em có thấy ngoại hình nhìn nó rất là ngầu ha. Siêu ngầu anh em ạ. Đây, ngoại hình nhìn siêu ngầu, nhìn rất chất lượng. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là những cái kỹ năng khác nó sẽ như thế nào. Đầu tiên là sẽ review biến về nha anh em. Này đánh cổ điển thôi thì mình review thử coi, review biến về. À không thay đổi gì cả, review biến về không có gì hết. No comment. Rồi. Ok. Ăn bùa luôn mấy ông, tính năng bùa luôn, nó ăn không được á. Tính quậy tính năng bùa, đánh cổ điển mà đâu quan trọng đâu. Chúng ta sẽ cùng đi xuống đường dưới để coi Fanny. Fanny đi đẹp à, Fanny đi vàng. À đù, Fanny đi vàng, đánh cổ điển mấy ông này đánh dữ vậy. Đánh cổ điển nên là mấy ông này chơi theo kiểu cũng chôn chôn phết nhờ. Để coi là cái chiêu cuối, cái chiêu 2 của nó ra làm sao anh em. Anh em coi clip thì cho xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Ai có nhu cầu mua kim cương, mua hội viên ánh sao, nhắn tin về fanpage của Tài Gaming. Cảm ơn anh em rất nhiều. Này là clip review skin nha anh em. Skin mới ra character thì cái giá trị của nó đâu đó tầm khoảng 4.000 kim cương nha. Anh Hà anh quay hay ặc tên ổng luôn, CEO Trịnh Thái Hà đấy, ông để tên ổng luôn thì tôi mượn được ặc của ổng thì tôi vô tôi làm clip cho anh em coi. Thì ặc này răng nó cao quá nên tôi không đánh răng được, anh em thông cảm. Mà răng nó tới cả trăm sao lượng đánh nó mệt lắm. Bây giờ kiểu đánh răng thì đâu có làm được mấy con này. Đâu có chơi kiểu Atlas này, Atlas nhìn vô vô răng là nó bích nít kia counter mẹ rồi. Gì đây ní? Cũng đâu mất máu nhiều đâu mà. Này chắc mình lên đảo đường gì ta, đảo đường đỏ đi. Này thật ra phải lên đảo đường tím nha mọi người, lên đảo đường đỏ để mà dễ lấy hỗ trợ có tiền lên đồ. Ok chưa, mid thì tụi nó còn không đép. Này nó quýnh cổ điển, nó bỏ lên hết trơn mấy mọi người, đúng đánh cổ điển luôn, đánh lasit này kiểu đánh để cày Winray mấy không, đánh kiểu này để cày Winray. Bin gì không? Ông bin thì tôi theo ông nè. Bây giờ tôi biết làm gì giờ. Tao quấn cổ điển nó không có theo một cái gọi là bài bản hay gì đó. Ê nó đi bắt cười á. À? Nó đi nhìn tục vậy. Giờ nó đi đâu không? Giờ nó đi. Hết rồi. Nhìn được pha rồi. Nhìn nó đi nhìn má tục vậy. Kệ nó tách ra chạy mấy ông. Ủa rồi không ăn gùa luôn hả? Mấy này nó quấn cổ điển nó kiểu nó chơi sao ta? Khó nói quá ta. Quấn cổ điển nhìn nó cứng cứng mấy ông ạ. À? Nhìn khó chịu vô cùng. Fanny dưới lụm được thằng, tôi chưa có 4 nữa. Nói chung là này chạy em vòng chơi mấy ông ạ. Đánh cô điển mà chạy em vòng chơi giải trí. Ăn gùi cho tôi lấy 4 coi. Ừ ăn gùi hẳn hôi ấy coi. Quýnh hẳn hôi xíu ấy. Cho mấy ăn bay quýnh nhìn trầm cảm quá. Nhìn gầu vải đạn. Rồi có 4 rồi đó. Để làm pha gấp đẹp đẹp cái coi. Lên quyền trưởng thời gian luôn đi ha. Đánh cô điển mà quyền trưởng thời gian luôn đi. Chắc mấy ngày nó cũng gà thôi đi mà. Này giống kiểu chạm vòng chơi rồi anh em. Ra mid nè. Rồi, đấm nó trời không chết mấy ông, mấy không chết. Không chết mấy ông ạ. À. Sình nó cũng không găng luôn mấy ông ạ. À. Sình chắc nó chỉ găng dưới thôi. Mình mất cái anti rồi, giờ mình cũng đâu có gom được nó. Rồi. Mạng không? Ừ phải một mạng chứ, tưởng không ăn mạng kỳ, không ăn mạng cứng lắm. Phải một mạng chứ. À thằng heo kìa, nó quýnh qua đi kìa. Đây nó đang để đánh cho Fanny nó farm chứ thôi, Fanny nó chữ á. Này đánh cổ điển mà nó cũng chai hát quá ha, nó cũng hạt con ha. Mà cái skin này theo anh em đánh giá đẹp hay xấu anh em? Bởi cái giá là 4.000 kim cương character lấy ngay ngày đầu, nay mới ra lúc 3 giờ chiều á. Mà cái clip này được đăng là qua ngày hôm sau nha anh em, còn lúc tôi quay là clip 3 giờ chiều á. Ngày 3 tháng 9 á, nhưng mà clip lên là khoảng là lúc 6 giờ chiều ngày 4 tháng 9 thì tôi mới lên clip cho anh em coi, thì lên clip nó trễ một ngày nữa. Lúc quay thì mình quay sớm, tại clip mình quay sẵn mà. Qua ngày hôm sau mình nó đăng clip được, nhưng mà mình còn lòng gọi là intro, lòng intro chứ không lòng nhạc nha. Kênh tôi không lòng nhạc được, tại tôi sợ bản quyền anh em, sợ bản quyền á, nên là tôi không dám lòng nhạc vô. Mình công buồn ăn quán quyền khóc nữa. Kênh tôi hai gậy rồi. Lỡ mà quán quyền cái nữa tôi cút luôn mấy ông ạ. Bia nè, chơi không? Không ai chơi hả? Không ai chơi thôi, không ai chơi tôi chạy. Đúng rồi, quýnh tôi đi. Quýnh tôi chạy gì đâu căng, tôi chơi giải trí.
Để coi lát nữa coi cái gươm đẹp không ha. Nãy mình cũng có gươm thử mà chưa kịp coi, chưa có kịp mà nhìn. Ngoại hình là rất ok ha, đúng là King Collector. Atlas hình như đâu có King xịn đâu đúng không? Atlas thì tôi nhớ là nó có hai King. King 269 nhưng mà cái King gì đấy, nói chung là King nó cũng không xịn. King Collector này là King đẹp không có Atlas rồi. Rõ ràng nó có 4 King chứ mày. Hình như là maximum tầm 4 King à, bây giờ như tầm 4 King thôi không hơn được anh em. Xuống chơi thằng ma thằng thằng này thằng gì? Melissa. Ơi, đâu gàng heo kết vậy, đâu gàng heo kết vậy? Đâu gàng khứa heo vậy? Đâu gàng khứa heo vậy? Đấy, gấp nó cho bạn đó, đấm nó bạn ơi, đơn giản. Gấp nó cho mấy bạn đấm á. Tôi hết nhiệm vụ rồi. Nè, quấn cổ điển thì nó hơi chán không? Quấn cổ điển nó hơi chán. Cái quy luật là di chuyển của tụi nó cũng hơi khó hiểu mấy không? Nhưng mà được cái thì mình không bị trừ sao nếu mình có thua phải không? Clip này là review là chính chứ không phải là đánh để thể hiện kỹ năng. Tại vì con này mình chơi cũng không hay, anh em Atlas mình chơi cũng hay. Làm clip cho vui thôi. Anh em coi để biết cái skin nó ra làm sao thôi. Rồi mình cân nhắc là mình có nên xuống tiền với cái skin này không ha. Skin này nhắc đi nhắc lại tầm đó có khoảng 4.000 nha anh em, quay ngay ngày đầu. Còn anh em mà quay tiết kiệm thì ra có khoảng 2.000 3.000 thôi. Cái đó tùy thuộc anh em. Gì nữa ní đau mấy anh hai, đau mà được cái cháu không, đau được cái cháu ra hút hết đam chạy về hoài luôn, nãy giờ hoài luôn, có con trò làm hoài cho tụi nó dồn hết đam cho mình chạy về thoải mái đi vô tư đấu chết được cháu mà lá cháu quỷ lúc mà nó tách cho nó mới cháu thôi, còn mà nói cái dạng mà bình thường á nó không hề cháu đâu anh em, cái dạng bình thường nó cũng mỏng à, nó không cháu đâu. Có tách ra nó được giảm sát thương nó mới trâu thôi. Tắt đèn mẹ là thấy gì đâu đánh. Rồi. Gấp nè. Gấp 2 gấp 3 gì nè. Mẹ gấp 2 gấp 3 thì team không có đam dồn vô vậy. Ừ gấp 2 gấp 3 gì rồi đó. Má gấp tới nơi luôn á, má gấp tới nơi luôn á. Làm được gì làm không bạn? Rồi bạn đi rồi, bạn hết team bạn đi rồi. Bạn cút rồi. Mắt binh rồi anh em, pha đó mắt binh rồi. Làm hết sức có thể là nhảy ra gấp được 2-3 thằng gì đấy, team nó có đam thì nó dồn, nó có đam thì chịu rồi. Còn mắng Gusen thì Gusen tăng mấy ông ơi. Này chắc làm clip quá mấy ông, Gusen này chắc nó làm clip quá, đánh Gusen tăng à. Đúng đánh cổ điển mấy ông mà, đánh đâu nghiêm túc đâu, đánh không hề nghiêm túc tí nào. Đánh kiểu chôn nè. Má đúng chôn luôn mấy ông à, má thề chôn bãi đái. Farm xíu đi, farm xíu có cái quyền trưởng đi. À có cái quyền trưởng rồi nè. Giờ lên thêm kháng phép ha. Lên thêm kháng phép nghe chừng nó cũng hợp lý á. Tôi chạm vòng tôi farm đi. Farm thì mới review skin cho anh em coi được đúng không? Mới xài kỹ năng nhiều cho anh em coi được. Mà coi thì cái skin này nó cũng ok á chứ. Nếu mà tính ra nó đẹp hơn cái skin Layla đúng không? Collector Natania là hàng chùa nên là mình bỏ qua mình không tính, còn cái skin gần nhất hiện tại là Layla. Layla thì nó không được đẹp cho lắm. Mình đánh giá nó không được đẹp cho lắm. Đấy, skin này mình thấy nó ok, xứng đáng. Rồi cái đó tùy anh em thấy xứng đáng hay không, cái đó tùy anh em. Gấp luôn anh em, vô là gấp luôn, khỏi dặm chiêu 1 nghe không. Gấp xong mình hẳn dặm chiêu 1. Đó, mình gấp xong hẳn dặm chiêu 1. Mấy ông la vào, mấy ông bấm chiêu cuối là xong rồi. Không cần phải bấm cái chiêu 1 làm gì hết á. Không có cần phải đợi choáng luôn, hiểu không. Mình bấm hẳn chiêu cuối luôn là mình gấp nó dễ trúng lắm. Giống như boss này, có con nào chơi gì đánh lộn gì ở đây không? Qua đánh lộn hết hả? À, đánh cổ điển mà 14-10 ta, Fanny nó gánh ỉa luôn rồi. À, Nga hơi fit nha, tôi không fit rồi đó. Gì? Heo kết nè. Nó bị gấp đó, nó bị tôi gấp đó. Nó vừa xuất hiện cái tôi gấp nó rồi, có quyền trưởng thời gian hồi chiêu nó cũng tương đối là nhanh anh em. Tách ra, mình cũng tăng mà, Cushion nó cũng tăng mấy ông, Cushion nó cũng tăng mà, hai người tăng che đam nhau à. Đấy, để Atlas nó lo. À, lộn, để thằng Agus nó lo, không Agus nó chặt, nó có anti nó chặt được. 6 giây nữa mình có anti mình cấp tiếp. Về lấy máu. Lâu lâu rồi chơi cổ điển nó cũng vui anh em ạ. Đấy, nếu mà mai mốt mà mấy cái skin mà nó khó làm thì tôi sẽ làm trong cổ điển nha anh em. Tại mình cũng muốn làm những cái skin đẹp đẹp cho anh em coi. Mấy cái skin đẹp đẹp thì anh em biết rồi, đâu có đánh trong răng được. Nhiều con mấy ông yêu cầu tài mấy con Ameta không mà đâu đánh trong răng được đâu. Răng kiểu răng bé bé thì còn đánh được chứ mà đặt này răng cái trăm sao đánh nó khó lắm. Nó cực lắm anh em ạ. Nó vô cổ điển chơi cho nó giải trí, có thua thì thôi, hiểu không? Thua cũng không áp lực gì hết, cũng không bị trừ sao hay gì hết. Đúng nghĩa giải trí.
Trời ơi, nó chạy nhanh dữ vậy làm tôi gấp phục luôn mấy ông. Má nó chạy lẹ quá. Đấy, tôi tốc lên nè, đó chơi đi bạn. Nó lên tăng không ơi, nó lên tăng nó có đam, nó lên tăng nó có đam. Tôi trâu, tôi trâu, tôi trâu. Tôi trâu, tôi trâu. Tôi trâu, tôi trâu. Tôi tách ra tôi trâu lắm. Má trâu yên trâu dại luôn phải không? Đâu chết đâu. Tách ra là mình không chết. Có hỗ trợ liên tục anh em, nó có tiền. Nói chung là cái đảo đường đỏ thì nó sẽ giúp mình nó dễ có hỗ trợ hơn là đảo đường tím hay là đảo đường xanh lá phải không ạ? Đảo đường đỏ thì nó dễ có hỗ trợ hơn thì mình sẽ dễ có tiền hơn. Đồng đội ăn nạn là mình có tiền, mình có lúa. Làm review kin mà mấy ông này đánh cổ điển hay phết, căng phết. Rồi, clip review kin tới đây chắc là cũng là hết rồi đây mà. Giờ chỉ đợi end game thôi. À, anh em thấy cái kin này đáng giá hay không thì anh em comment phía dưới cho tôi biết ha, cho tôi biết ý kiến của mấy ông như nào ha. Thì giá đó tầm khoảng 4.000 kim cương lấy ngày đầu, kin collector của tháng này, kin collector tháng 9 à lát. Có ăn lót kiện nào ăn lót không? Ăn lót end game đi, quýnh game mới. Để tôi còn làm clip con khác. Cushion full tăng luôn rồi. Cushion này cushion full tăng. À, buồn ngủ quá mấy ông ơi, đánh cổ điển đó hơi buồn ngủ. Được cái nó dễ làm mấy ông ạ. À. Không có khó. Đó đè, đó đè, đó đè. Hello, lót không? Không ai lót à? Méo ai lót à? Không một ai lót cả. Nobody. Không một ai. Rồi tắt đèn tối thui thấy mẹ đâu đánh. Tắt đèn tối thui thấy mẹ đâu đánh. Nó quýnh lộn ít quá ta. Đi răng là nó quýnh lộn sầm rồi này. Đánh cổ điển mà tụi nó không quýnh lộn luôn mấy ông. Nó bích đội hình cũng chuẩn đó chứ, đẹp đẹp đó chứ. Thấy không? Thằng Fanny nó đu ngang cái là mình có hỗ trợ rồi. Lại muốn hỗ trợ dễ nè. Atlas gom xuyên vòng á. Atlas gom con Medisa xuyên vòng á. Mấy cái clip review kin thì nó nhẹ nhàng vậy thôi anh em. Chắc cái này mà vô răng rồi đánh cái con Atlas này cực giả man luôn, nó bích clip ghi cái là ngu người. Atlas mà gặp đích ghi chỉ có cúc thôi. Rồi dính nè. Đó, lụm nó đi. Dính là lụm nó đi. Đơn giản vậy thôi. Với lại anh em lên cái giày đỏ anh em hồi chiêu nhanh lắm. Mình có cái quyền trưởng thời gian á thì chỉ cần có hỗ trợ được hồi chiêu, có hỗ trợ được hồi chiêu. Bên kia nó bỏ cuộc luôn rồi hả? 11 giây nữa tôi có anti rồi. Đó, thấy không? Mình cứ lên đảo đường đỏ mình chả cần làm gì cũng có hỗ trợ đây mà. Dễ lắm. Thì mình sẽ được hồi chiêu cuối nhanh đến từ cái quyền trưởng thời gian. Con nào ra không? Ông nào ra? Ông nào ra? Tóc biến vô gấp luôn chứ, chứ không ai ra tóc biến vô gấp. Ủa má nhìn ngầu vậy, rất ngầu vậy. Ok, clip review kin Atlas Collector đến đây là hết. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip Atlas review của tôi. Anh em nhớ bấm một nút like, một nút đăng ký kênh. Ai có nhu cầu mua kim cương, mua hội viên ánh sao, nhắn tin về fanpage của Tài Gaming. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip lần sau. Chúc anh em một ngày vui. Bye bye anh em nha. Bye bye. See you.